Thưa quý vị và các bạn, cách đây 79 năm, ngày 23 tháng 9 năm 1945, khi thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai, đáp lại thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, kêu gọi nhân dân đoàn kết đánh đuổi thực dân Pháp để cứu nước, với khẩu hiệu độc lập hay là chết. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân Nam Bộ đã nhất tề đứng lên kháng chiến với khí phách anh hùng, với quyết tâm thà chết tự do còn hơn sống nô lệ để bảo vệ độc lập tự do của Tổ quốc. 79 năm đã trôi qua, thế nhưng khí thế hào hùng sôi sục ý chí cách mạng của ngài Nam Bộ kháng chiến với quyết tâm bảo vệ nền độc lập tự do của nước nhà vẫn còn mãi âm vang trong lòng nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Nam Bộ nói riêng. Tiến sĩ sử học Nguyễn Bách Khoa cho biết, dù 79 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ về mùa thu của ngày Nam Bộ kháng chiến, thì hào khí Nam Bộ kháng chiến lại dâng trào trong ông bao niềm cảm xúc. Nam Bộ kháng chiến ngày 23 tháng 9 năm 1945, người dân Việt Nam với tinh thần của người dân một nước vừa giành được độc lập, lại phải đối mặt với cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã đoàn kết, quật khởi, kiên cường để đập tan âm mưu cướp nước ta của thực dân Pháp. Điều đó cho thấy khát khao cháy bỏng của dân tộc Việt Nam với quyết tâm sắt đá như lời bản tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập tự do. Lúc bấy giờ thì thực dân Pháp có súng ống và hiện đại, ta thì chủ yếu là tầm vong giạt nhọn giáo mát, những vũ khí rất thô sơ. Nhưng mà chúng ta chiến đấu theo cái lời hiệu triệu, cái lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ và thư động viên, thư gửi của Bác Hồ cho đồng bào Nam Bộ. Đây chính là cái nguồn động lực rất quan trọng để mà thôi thúc, khích lệ cái tinh thần của nhân dân Nam Bộ nói chung và nhân dân Sài Gòn gia đình lúc bấy giờ. Thì như vậy chính cái hiệu triệu, cái lời kêu gọi mà nó đáp ứng được cái yêu cầu, cái tác động vào chính cái trái tim của người dân lúc bấy giờ, của cái thân phận của người dân mà mới được giành được độc lập lúc bấy giờ. Cái khát vọng độc lập tự do nó bùng cháy hơn lên. Là người đã từng tham gia hai cuộc trường kỳ kháng chiến của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông Ngô Ngọc Bỉnh, anh hùng lao động, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, vẫn nhớ rất rõ khí thế sục sôi của những ngày Nam Bộ kháng chiến. Ngày đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuy chỉ có tầm vong giạt nhọn làm vũ khí, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng, ý chí căm thù giặc và quyết tâm giữ vững nền độc lập đã thôi thúc các anh em trong gia đình ông tham gia cách mạng. Lúc đó thì gần như là vũ khí mình không có gì đâu, nhưng mà đoàn kết này thì mình tạo ra vũ khí từ cái tầm vong giặc nhọn, mà sau này mình làm ra hàng loạt vũ khí, mà tới ông dù vẽ rồi cái nào cũng quấn giặc, nên mình vì sức mạnh của nhân dân. Cho nên từ đó là kẻ thù nó không có đàn áp mà nổi, chính là mình đứng lên cái sức mạnh đoàn kết này, cái đó là cái rất quan trọng. Phát huy tinh thần quật khởi hào khí của ngày Nam Bộ kháng chiến, tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên mọi mặt của đời sống, luôn nêu cao khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc. Phát huy hào khí ngày Nam Bộ kháng chiến thì tuổi trẻ Vĩnh Long là tiếp tục học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như luôn là xung kích tình nguyện đi đầu trên tất cả các mặt trận, phát động thi đua trong thanh niên là tích cực lao động, sản xuất giỏi, làm kinh tế giỏi, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh. 79 năm đã trôi qua, nhưng bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong ngày Nam Bộ kháng chiến mãi mãi còn nguyên giá trị. Kế thừa những bài học lịch sử quý báu là tiền đề quan trọng để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chung sức đồng lòng hiện thực hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.